Số vùng đang lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Trong nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng loa check kèn HQ301 và dòng âm ly 263B với những cái phụ kiện thay thế này. Thì trong cái thời điểm này bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về phụ kiện đánh chim đêm, đấy ví dụ như loa, lưới thì các bác có thể là tham khảo cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái phụ kiện để cho anh em cùng nắm bắt được này. Đầu tiên ấy thì giới thiệu cho các bác là về con âm ly 263 này. Về âm ly 263 này thì đây là cái dòng âm ly mà được anh em thợ đánh chim đêm sử dụng cực kỳ là nhiều. Với cái ưu điểm của nó thì các bác sử dụng là nó chạy được cả qua điện lưới 220 và chạy qua bình ắc quy 12. Và dòng này thì nó có cổng để áo đọc thẻ này, cổng USB này. Đấy thì nó có hai chức năng nhé, để nhận thẻ tiếng. Và ở nút giữa đây là cái nút chỉnh to nhỏ này. Đấy, chỉnh bát này, chỉnh check này. Đây là dòng âm ly cực kỳ là mới thì nó sẽ có những cái chức năng ví dụ như là chạy lặp lại một bài trên âm ly này, có nút qua bài trở lại nhé. Về phía đằng sau đây thì nó sẽ có hai cái cổng nguồn để ra hai loa các bạn. Đấy thì mỗi một cổng là 300W. Đấy thì các bác có thể là kéo được từ 2 đến 4 loa. Về phía đằng sau đây thì nó có một cái củ để cắm cái dây nguồn ra bình ắc quy 12 này, và có một cái dây nguồn để chạy qua điện lưới cắm vào phích này. Đây gọi phích cắm vào điện lưới. Thì dòng âm ly này thì được anh em thợ đánh chim đêm sử dụng rất là nhiều. Với cái độ bền tải của nó thì các bác biết rồi. Đấy, ví dụ như anh em đánh rẽ thì bắt đầu là triển khai ra lưới, bắt đầu bật loa thì đến cái thời điểm mà hết rẽ bắt đầu chúng ta mới tắt. Đấy, trừ lúc nào mà bình ắc quy bị hết ấy, thì bắt đầu nó mới được nghỉ, còn không nó vẫn chạy kỳ cữu luôn. Còn tiếp theo thì giới thiệu cho các bác là về dòng loa check kèn HQ301. Đối với dòng này thì được anh em thợ đánh sử dụng nhiều, bởi vì nó đánh được quá nhiều cái loại chim ở trên dòng loa này. Đấy, ví dụ như em kể tên thời điểm này thì anh em đang đánh rẽ hôi này, rẽ đàn này, te vàng này, cà kheo. Thì đó đã là được 4 con rồi. Còn thời điểm tới nữa thì anh em đánh con chằng nghịch này. Đấy, nhiều nơi gọi là con cúc hoa. Cái thứ hai nữa là con gà lước Ấn Độ. Đấy, và cái thứ ba nữa là anh em kẹp thêm loa là anh em có thể là kẹp là đánh con rẽ đuôi xòe này. Anh em kẹp đánh vạc, anh em kẹp đánh trích, anh em kẹp đánh sâm. Đấy, quá là nhiều những cái con chim mà anh em sử dụng đánh trên dòng loa này. Về dòng loa này thì một bộ của nó là sẽ gồm một củ và một phễu nhé. Đấy, một củ và một phễu, và có lá côn đi kèm. Và các bác chỉ việc sử dụng là đấu dây điện chạy qua bình, qua âm ly là các bác quánh thôi. Đấy, còn về những cái phụ kiện thay thế ở trong cái video lần hôm nay thì ở đây thì nó sẽ có lá côn này. Đây là côn thay thế các bác nhé. Đấy, côn này là côn dùng cho HQ301, dòng loa check kèn ấy. Dòng này thì bên cơ sở là nhập chính hãng từ công ty về. Đấy, hàng này là nhập chính hãng công ty nhé. Đối với dòng này thì ưu điểm của nó thì chịu nước mưa rất là tốt các bạn. Đấy, còn tiếp theo thì về cái dây kẹp bình thì năm nay bên cơ sở mới làm. Đấy, dây kẹp bình này thì nó sẽ thay thế cái dây điện các bác đấu lối gọi là nhậm nhèm ở đây này. Đấy, ví dụ như cái bình này này. Đấy thì bây giờ thì nó đã có thay thế, ví dụ như là kẹp đây là kẹp đỏ là sang dương này. Đó. Kẹp này thì nó sẽ không xảy ra tình trạng là bị cháy nhé các anh nhé. Đấy, và đen là sang âm. Đấy, còn dây này nó dài hơn 1 mét. Đấy, dài tầm khoảng 1,5 m, 1,5 m ấy. Thì các bác tháo ra và các bác có thể là đóng trực tiếp vào âm ly được. Đấy, thì cái dây này thì bán lẻ là giá là 25.000 một cái. Đấy, từ hết đầu kẹp bình rồi đến những cái điểm mà ví dụ như là làm băng dính ở bên trong đây thì bên cơ sở đã hoàn thiện hết cho anh em rồi. Đấy, và anh em chỉ việc sử dụng anh em đánh thôi. Ưu điểm của kẹp bình này thì nó chắc chắn này, và cái thứ hai nữa nó sẽ không gây ra cái kiểu han gì đứt ngậm bên trong. Đấy thì các bác lưu ý là anh em thợ đánh mà có mua lưới hoặc là mua loa thì có thể là kẹ thêm 1-2 cái dây này để về chúng ta sử dụng thì cái đầu âm ly của chúng ta nó sẽ ok ổn định hơn. Đấy, một video thì giới thiệu cho các bác là về cái dòng loa check kèn HQ301 và dòng âm ly 263B cũng như là những cái phụ kiện thay thế. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì tham khảo đặt hàng nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.